À, sau đó thì khủng hoảng xảy ra trong khoảng tầm 3 tuần liên tục, 4 tuần liên tục. Thì CEO của Asanzo có nói là à, doanh nghiệp bây giờ đang thua lỗ cả ngàn tỷ. À, do hàng không bán được, à, do các đại lý trả hàng về, à, do à, không có tiền trả lương, do nợ ngân hàng siết, vân v, v. À, Cái dòng tiền nó bị kẹt cứng và trong khi đó các chi phí thì vẫn phải bỏ ra và theo thông tin của CEO của Asanzo có nói về chuyện là doanh nghiệp đã thua lỗ hoặc là đã thiệt hại khoảng 1.000 tỷ đồng tất nhiên đây là cái thông số mà do Asanzo đưa ra cũng không có bên nào kiểm chứng à, tuy nhiên thì về mặt cá nhân kinh nghiệm của tôi cho thấy là cái chuyện Asanzo thiệt hại là, là có có thể thiệt hại rất nhiều tiền tiền tỷ là chắc chắn rồi một cái doanh nghiệp lớn như vậy 2.000 công nhân thì thì chỉ cần nó không hoạt động tốt một ngày hai ngày đã, đã tiêu tiền tỷ rồi như vậy một tháng họ có thể thiệt hại vài trăm tỷ hoặc một ngàn tỷ là chuyện có khả năng xảy ra còn con số thực tế thì chúng ta có thể là à, sẽ không cần quan tâm lắm đó thế thì sau đó thì Asanzo bắt đầu là có những cái tư vấn của các bên chắc cũng đi hỏi đâu đó à, và làm à, xử lý khủng hoảng truyền thông à, thì theo theo tôi đánh giá theo tôi đánh giá thì tất nhiên đánh giá của tôi là đánh giá rất thận trọng và khách quan và mang tính cá nhân mang tính cá nhân à, tôi phải nhấn mạnh bởi vì là có thể các bạn sẽ xem cái video này và các bạn nói rằng là à, nói thì bao giờ cũng dễ hơn là làm đúng không à, bây giờ nếu mà thầy làm chắc gì thầy đã làm tốt tôi rất là đồng tình với các bạn nên là tôi phải nhấn mạnh đây là quan điểm cá nhân à, quan điểm khách quan và 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 dựa trên những cái gì mà tôi biết thì à, Asanjo đã tiến hành một số các bước đi mà tôi cho rằng là rất thiếu hợp lý À, thứ nhất là kiện báo tuổi trẻ, à, tôi đánh giá về mặt pháp lý thì rất khó để có thể kiện báo tuổi trẻ, bởi vì báo tuổi trẻ họ không làm gì sai cả, họ là cơ quan báo chí, họ đưa thông tin rất trung thực, họ nói rằng là gì đấy sản xuất như thế, lắp ráp rất thủ công, bóc tem bóc mát họ phản ánh đúng sự việc, họ phản ánh sự việc là như thế, rồi thì nói là đỉnh cao công nghệ Nhật Bản ở đâu khi mà bây giờ tất cả mọi thứ tấm uh, nền rồi thì ốc vít mình cũng đi nhập về mình chỉ giáp giáp giáp, giáp mình bóc tem như vậy thì đỉnh cao ở đâu thì tôi đã đọc kỹ hai cái bài báo và tôi đã xem cái video của báo tuổi trẻ này tôi khẳng định rằng asanjo rất khó kiện được báo tuổi trẻ hoặc là không có cửa thắng và cái động tác này cho thấy rằng là không khôn ngoan à, không hề khôn ngoan chỉ làm thêm uh, cuộc chiến về báo chí chỉ làm thêm tốn tiền, tốn giấy mực và báo chí lại tiếp tục là viết nhiều hơn nữa. Đúng không ạ? Vâng. Một cuộc chiến đấy là một cuộc chiến không khôn ngoan. Trong trường hợp bạn phải chắc chắn phần trăm thắng thì bạn mới làm. Còn bây giờ bạn còn 50-50 xanh chín như vậy mà bạn đã làm thì đấy là không khôn ngoan. Và thông tin được đưa lên như vậy thì uh, Asanjo lại tiếp tục bị ảnh hưởng và các cơ quan báo chí khác, đồng nghiệp khác người ta có thể tiếp tục đào bới các vụ việc đúng không ạ và người ta xoáy thêm vào nỗi đau hoặc là thậm chí người ta đâm thêm một nhát dao vào cái chỗ ung thư của mình và cơ thể của mình sẽ tiếp tục suy yếu đúng không ạ và thứ hai nữa thì asanjo có tổ chức một cái sự kiện và được đặt tên là asanjo tự minh oan thì tôi không rõ là các cái cố vấn cao cấp ở đâu ra à, hoặc là những chuyên gia nào tư vấn cho asanjo làm việc đó nhưng tôi đánh giá cái cái tít cái tiêu đề cái sự kiện là tự minh ngoan đấy là một tiêu đề không khôn ngoan à, và tôi không biết là sách vở nào dạy nhưng mà tôi thấy là rất không khôn ngoan và rất không ổn à, và lại thêm một lần nữa mình lại phơi áo cho người ta để người ta xem lưng và báo chí tiếp tục mổ xẻ báo chí tiếp tục là đâm vào người những cái nhát dao vào bạn à, kinh nghiệm của tôi cho thấy là nếu mình không có phần thắng mình không có chiến lược phản công truyền thông tốt thì mình nên im lặng mình nên im lặng tất nhiên tôi nói rồi im lặng không phải là một giải pháp tốt nhưng nếu không có giải pháp nào tốt hơn và rõ ràng thì im lặng là giải pháp tốt nhất im lặng và tìm cách giải quyết đúng không ạ tìm đến nhiều chuyên gia bởi vì lúc này bạn mất cả ngàn tỷ cơ mà bạn thiếu gì chuyên gia đâu bạn có tiền cơ mà đúng không tôi biết là, là asanzo đã thuê một số đơn vị một số cá nhân à, nhưng cái cách họ đang làm tôi không biết là là ai xui nhưng mà không tốt một chút nào đúng không ạ khi nào mình phải có được các cái thông tin một cách rất chính xác công bố là thằng sáp nó là đối tác nó thế này thế kia đến lúc công bố xong thì sáp việt nam nó kiện luôn thì rõ ràng là là cứ mỗi một cái này nó lại xảy cái ung và như thế thì các bạn thấy rồi đấy ạ thiệt thòi cho doanh nghiệp rất là lớn à, khi bạn làm bạn phải có cố vấn về pháp lý bạn phải có cố vấn về truyền thông bạn phải có cố gặp, cố vấn về báo chí bạn phải có cố vấn về an ninh bạn phải có cố vấn về công nghệ đấy là lý do tại sao mà các lớp đào tạo in house của thầy Phan Anh về truyền thông và marketing cũng như là xử lý khủng hoảng truyền thông rất là đánh giá cao bởi vì tôi đưa cho các bạn rất nhiều các giải pháp và các bạn phải thành lập cho mình một cái nhóm ekip à, có đầy đủ những cái bộ phận chuyên trách như vậy chứ không phải là chỉ tin vào một lời hoặc là hai lời của một hai chuyên gia đang ngồi đấy họ có thể là phóng viên báo chí họ có thể là biên tập viên đài truyền hình nào đó hay là họ có thể là à, một cái người ở cơ quan nào đó thì họ có hiểu biết rất sâu về lĩnh vực đấy nhưng còn lĩnh vực khác thì sao ví dụ như tôi đang nói ví dụ như là À, phóng viên báo chí họ có thể rất am hiểu về đường đi của báo chí đăng bài này lên sẽ có bao nhiêu share bao nhiêu like sẽ có phản ứng như nào họ có thể đoán được nhưng còn pháp lý họ sẽ không biết thì họ là tương tự như thế luật sư người ta sẽ biết về pháp lý nhưng mà người ta sẽ không hiểu về báo chí thì chúng ta sẽ cần phải có chuyên gia về công nghệ chuyên gia về báo chí truyền thông chuyên gia về marketing chuyên gia về pháp lý chuyên gia về an ninh à, rất nhiều các chuyên gia cùng ngồi làm việc mà đưa ra cái phương án đó là cái quan điểm của tôi, cái sự kiện đấy không không hề tốt, đúng không ạ? Và tôi biết rằng là trong trường hợp này thì Asanzo đang rất cố gắng, thương hiệu Asanzo đang rất cố gắng để Minh ngoan đã mời đến cả VCCI rồi đã mời rất là nhiều bên vào, đúng không ạ? Tuy nhiên là các kết quả đều không tốt, thì các bạn cần phải có một cái cơ quan là bên thứ ba đủ uy tín, đấy, cái bên thứ ba đấy họ phải có sức mạnh và có uy tín và có khả năng à, người ta giải quyết được các vấn đề của mình. Ví dụ À, trong trường hợp này bây giờ, khủng hoảng truyền thông đối với cộng đồng là gì? Đúng không? Ví dụ như là Made in Việt Nam mình phải xử lý được việc đấy Đúng không ạ? Đỉnh cao công nghệ Nhật Bản, mình phải xử lý được việc đấy Đúng không ạ? Rồi thì đội lốt hàng tàu, à, lắp ráp linh kiện Đúng không? Vân vân, thì mình phải xử lý được Mà mình phải xử lý một cách rất là mạnh mẽ à, Mình phải so sánh, mình phải chỉ cho người ta thấy, đúng không? Tôi biết là Asanzo đã làm được việc đấy nhưng không tới, thực sự là không tới À, cũng thừa nhận là mình nhập hàng 70-80% linh kiện từ Trung Quốc về, à, nhưng mà các cái các cái câu chuyện đưa ra đều có vấn đề hết. À, mình sau đó mình sẽ phải xử lý rất khoát từng cái việc đấy, hoặc là trong lúc bán hàng khó khăn như vậy, à, mình phải có biện pháp là gì ạ? Đàm phán với các cái đại lý, các cái nhà phân phối giữ vững, giữ nguyên, đúng không ạ? tăng cường đội sale xuống để giữ vững thị trường và sau đó bộ phận marketing và truyền thông tiếp tục đẩy mạnh để giải quyết rất là triệt để từng vấn đề và chúng ta cũng chưa chết đâu đừng sợ nếu mà vượt qua cái này chúng ta còn có phản công truyền thông và sau đó là chúng ta còn có à, cái phần gọi là hậu khủng hoảng tức là chúng ta vẫn phải sống à, chúng ta tiếp tục thành công ví dụ như là à, tân nhập pháp đúng không ạ bây giờ thì các bạn thấy là cái 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 nước uống đốc à, tư thanh nó không bán được tốt như ngày xưa thế nhưng mà đốc tân thanh vẫn tồn tại và vẫn bán được ở một cái quy mô vừa phải và đặc biệt là cái thương hiệu tập đoàn Tân Hiệp Phát nó không bị ảnh hưởng nhiều mặc dù họ cũng thiệt hại đợt trước thì tôi thấy CEO là ông Nguyễn Quý Thanh có nói là thiệt hại 2.000 tỷ và thực tế thiệt hại nhiều hơn thì có thể là sẽ lai dài về sau thì không tính được hết nhưng mà chắc cũng phải hơn 2.000 tỷ 2.500 hoặc 3.000 tỷ là chuyện có thể xảy ra thì đấy là một số những cái cái sai lầm mà tôi đánh giá là như vậy thế còn về mặt giải pháp đúng không về mặt giải pháp bài học mình rút ra là gì À, bà học rút ra này, một là các doanh nghiệp phải hết sức cẩn thận về cái chuyện là made in, made by Đấy, các bạn kiểm tra lại cho tôi tất cả những phần tem mát của các bạn Đấy, các bạn quảng cáo thông điệp gì ví dụ như là đỉnh cao công nghệ nhật, đỉnh cao công nghệ mỹ thì bây giờ phải hết sức cẩn thận à, thậm chí phải sửa hết đi bỏ hết đi đúng không? rồi thì à, chúng ta ghi là lắp ráp hay là chúng ta ghi là sản xuất hay là chúng ta ghi made by tức là sản xuất bởi thì tôi nghĩ sản xuất bởi thì sẽ không có gì sai cả Và chúng ta học lại hoàn toàn các cái luật Về xuất xứ Về made in, made by thì chúng ta sẽ làm, đúng không? À, rồi thì chúng ta cũng Làm việc với kế toán Để xử lý các vấn đề về thuế triệt để à, Tránh việc là chúng ta bị đào mộ Cái chuyện 5 năm trước, 7 năm trước Chúng ta trốn một vài đồng thuế Và nó ảnh hưởng đến thương hiệu và tập đoàn của chúng ta Mặc dù biết rằng là trốn thuế là một cái À, hoặc là giảm thuế là một cái nghệ thuật mà hầu như bất kỳ một cái doanh nghiệp nào ở việt nam tôi không nói là tất cả nhưng mà rất nhiều rất nhiều doanh nghiệp lớn doanh nghiệp nhỏ đều gặp vấn đề trục chặt về thuế hoặc là trốn thuế hoặc là những cái hành vi à, giúp gọi là chuyển giá để giảm thuế thì chúng ta hết sức cẩn thận trong cái bối cảnh như bây giờ à, rồi tuyển dụng nhân sự thì chúng ta cũng cần phải có những cái giải pháp để ký hợp đồng để bảo vệ cái thông tin của chúng ta chúng ta phải À, đưa cho những cái doanh nghiệp phải đưa cho à, cái người lao động những cái quy định rất là rõ ràng, thưởng phạt và cho họ thấy cái điều đấy. Chúng ta cũng nên dán những cái việc cấm camera, cấm ghi âm, ghi hình ở những chỗ trong công ty của chúng ta. Đúng không? Khi mà chúng ta gặp khủng hoảng thì chúng ta cần phải có một đội ngũ là các chuyên gia bao gồm chuyên gia marketing, chuyên gia truyền thông, chuyên gia pháp lý, chuyên gia an ninh, công nghệ, chuyên gia bán hàng. Đấy, rồi thì chuyên gia về báo chí cùng làm việc chứ đừng có tin một lời một ai cả. Đừng có tin những cái công ty truyền thông hoặc là một người mà hay nói về truyền thông nghĩ rằng là họ sẽ xử lý được. Đúng không ạ? Và quan trọng hơn cả là khi bạn chưa xảy ra khủng hoảng truyền thông thì doanh nghiệp của bạn, cá nhân bạn là phải học cách để bảo vệ giống như là là là, là phòng tránh thì tốt hơn là chữa cháy, đúng không? Thì mình học cách phòng cháy thì Tôi là có những cái chương trình đào tạo rất là tốt và đã đi đào tạo cho rất nhiều tập đoàn lớn về xử xử lý khủng hoảng truyền thông hoặc là à, bảo vệ cái 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 hoạt động của mình và thực sự là rất nhiều doanh nghiệp cũng như là tập đoàn đánh giá rất cao những cái bài giảng thực tiễn của tôi. À, tôi dám khẳng định là dạy cho những cái tập đoàn rất lớn rồi và họ rất hài lòng. Thì các bạn có thể quan tâm thì các bạn có thể liên hệ với tôi để được tư vấn và trợ giúp. À, tên tôi là Phan Anh, à, có số điện thoại 0989 623 888. Email gmail com website marketing vn và một lần nữa xin cảm ơn các anh chị và các bạn đã theo dõi uh, Phan Anh Business and Marketing Vlog uh, một cái series mới của chúng tôi rất muốn để chia sẻ với các bạn những cái case study những cái tình huống những cái bài học nghiên cứu trên thị trường và trước hết tôi xin phép được nhấn mạnh lại ở tất cả những cái video bài học này đều là quan điểm cá nhân của tôi không đại diện cho quan điểm của bên nào cả và nó có thể đúng nó có thể sai thì chúng ta cùng nhau thảo luận trên tinh thần thảo luận học hỏi lịch sự không tranh luận không cãi vã không chửi bới OK Xin chào và xin hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong series video các bài học tiếp theo Xin cảm ơn